nhân sanh hạnh phúc Làm thế nào để trở thành một người tốt chân thật đúng như Pháp Người giảng thầy giáo Thái Lệ Húc Số một tổ tiên xa xưa 4.500 năm trước Giáo dục con cháu của họ như thế nào Số hai thực hiện giáo dục đức hạnh như thế nào Số ba quy tắc nhân sanh đầu tiên đệ tử quy Ngày 20 tháng 11 năm 2004 Thành phố Hải Khẩu trung tâm dở lòng quốc học Hiếu Liêm tập 5 Các vị bằng hữu, chào mọi người Buổi chiều tốt lành Buổi giảng của chúng tôi ngày hôm qua Đã nêu đến là Mối quan hệ ngũ luân Gọi là luân thường đại đạo Quá trình của chúng ta ngày hôm nay là Thâm nhập để liễu giải luân thường đại đạo Ở trong các mối quan hệ của ngũ luân này Chúng ta nên chung sống, hòa thuận vui vẻ với nhau như thế nào Ngày hôm qua Đã nhắc đến Mối quan hệ của Ngũ Luân là Đạo Vì cái gì là Đức Trong lúc chúng tôi giảng nghĩa Thì đã làm một giải thích đối với chữ Đức Giáo dục nhân loại Làm thế nào để thuận theo pháp tắc của Đại Tự nhiên Không vượt quá mà làm người Đây chính là Đức khi chúng ta tuân theo mối quan hệ cha con cũng không ngoài việc tận hết thiên chức của người làm cha tận hết sức của bản thân người làm con bổn phận của con cái người này như vậy chính là có đức hạnh cho nên ở trong phụ từ tự hiếu thì chữ từ chính là đức của cha hiếu chính là đức hạnh của con Chúng ta xem luân thứ nhất ở trong ngũ luân Phụ từ tự hiếu Các vị bạn hữu Mối quan hệ cha con có phải là do một ai đó Mà quy định ra hay không? Không phải mà nó là trật tự của tự nhiên Một người làm cha Khi đứa trẻ sinh ra đời Có ai quy định rằng bạn phải tự ái đối với đứa con này hay không? Không có, khi người làm cha vừa nhìn thấy được đứa bé mới sinh ra này thì sẽ không tự chủ được việc sinh ra lòng tự ái và quan tâm đối với đứa bé một cách vô hạn có người cha nào mà nhìn thấy đứa trẻ mới sinh ra mà trong tâm lại suy nghĩ là đứa trẻ này phải mua cho ta một căn nhà lớn mua cho ta một chiếc xe hơi đắt tiền có ai lại nghĩ như vậy hay không đều không có chỉ suy nghĩ là làm thế nào để đứa trẻ này có thể được lớn lên một cách khỏe mạnh đây là một loại quan tâm và tự ái mà bậc làm cha làm mẹ nào cũng sanh khởi ra một cách tự nhiên đứa trẻ từ nhỏ đối với cha mẹ cũng vô cùng quyến luyến lòng yêu thương đối với cha mẹ đó cũng là thiên tánh chúng ta nhớ lại một chút rất nhiều đứa trẻ một hai tuổi khi cha mẹ phạt chúng càng đánh chúng thì chúng càng lao vào lòng của cha mẹ bằng đánh càng mạnh thì chúng ôm càng chặt sự lưu liếng đó đối với cha mẹ cũng là thiên tánh cho nên chúng ta xem thấy trẻ nhỏ hãy mở miệng nói điều là ba tôi nói mẹ tôi nói cho nên phụ từ tự, tự hiếu thì cha con với nhau Giữa mẹ con với nhau Thì loại tình thân này Là tự nhiên Chúng ta hiện tại hãy xem Hiện nay cha con có tình thân hay không Vì sao từ tự nhiên lại trở thành ra như vậy Chúng ta nhất định Phải đem nguyên nhân tìm ra Phụ từ Thì từ ái như thế nào với con việc này rất quan trọng. Giả như từ ái mà dùng phương pháp sai, có thể chúng ta cảm thấy rằng như vậy thì tốt cho con cái. Nhưng mà khi dạy ra thì có thể sẽ không giống như sự tưởng tượng của chúng ta. Cho nên việc làm cha mẹ có cần phải học hay không? Cho nên không chỉ là học vi nhân sư mà còn phải là học vi nhân phụ, học vi nhân mẫu. Trong Tam Tự Kinh nói nuôi không dạy Lỗi của cha Phương pháp bạn giáo dục chúng sai rồi Thì cũng là lỗi của người làm cha làm mẹ như chúng ta Rất nhiều người mẹ nói lỗi của cha Vậy thì không có liên can gì đến chúng tôi Chữ lỗi của cha này Thì ở trong đó đã bao hàm Cả cha lẫn mẹ rồi Tôi cũng thường hay hỏi bạn bè Tôi hỏi các vị Là người làm cha làm mẹ người khác như vậy thì có biết giáo dục là gì hay không? Giáo dục là gì? Rất nhiều phụ huynh sau khi bị tôi hỏi như vậy, đột nhiên cũng sững người ra, dường như là chưa từng suy nghĩ ra cái vấn đề này. Dường như, như đứa trẻ vừa sanh ra thì bận rộn chăm lo nó rồi, Tóm một cái cũng đã năm bảy năm rồi, trước giờ cũng chưa nghĩ qua giáo dục là gì. Có gì nào hỏi thử xem, bạn cảm thấy cái gì là giáo dục? Hôm nay Thí dụ như Bạn đi trên một con đường ở dưới quê Đúng lúc nhìn thấy một người nông dân Đang cày ruộng Đang lúc đang cắt lúa thu hoạch Tuần trước tôi đến Khánh Môn diễn giảng Ruộng lúa đúng lúc đang gặt Bạn hỏi các vị nông dân đó cách trồng lúa như thế nào Họ sẽ nói với bạn Anh hãy cho tôi thời gian khoảng một giờ Tôi suy nghĩ rõ ràng rồi sẽ báo với anh họ sẽ làm như vậy hay không sẽ là không họ sẽ không cần làm bản thảo vì sao vậy bởi vì đó đều là công việc mà họ làm thường ngày là công việc mà họ quen thuộc nhất cho nên họ rất là rõ ràng cái gì bằng hữu chúng ta là người làm cha làm mẹ thì mỗi ngày đang làm là những gì là dạy dỗ con cái của chúng ta Chúng ta đều đã làm được bảy 8 năm rồi Thậm chí có người cũng làm được mười mấy năm rồi Người ta vừa hỏi giáo dục là gì Thì chúng ta có thể trả lời được hay không Công việc làm hàng ngày mà không thể trả lời được Vậy thì một mẫu ruộng tâm của trẻ này Trong 7-8 năm qua Chúng ta đã trồng những gì rồi Những thứ trồng đó là loại tốt hay là loại xấu Kỳ thực bảy tám năm trở lại đây những hạt giống này đã bắt đầu nảy mầm hay chưa đã bắt đầu kết quả hay chưa có đấy chúng ta không biết là đã trồng xuống bao nhiêu hạt giống tốt hay là hạt giống xấu nhưng mà nó có mọc lên nó có kết quả hay không vậy vẫn kết thành quả như thường cho nên hiện tại có rất nhiều phụ huynh con cái của họ mười mấy tuổi rồi mà tôi nhìn thấy trên mặt chúng cũng đều có chữ ai oán buồn tuổi thật sự như vậy hành vi của trẻ chúng đã trở nên rất khó khống chế khó thay đổi rồi cho nên biết trước có ngày hôm nay thì từ trước đã không làm như vậy chúng ta ngày nay nhất định phải học tập cho tốt thế nào là giáo dục làm sao để có thể dạy dỗ trẻ cho tốt mau chóng trồng ngay cho những hạt giống tốt quan trọng nhất trong đời này thì mới có thể thành tựu được cho chúng cái thái độ làm người xử sự, sự chính xác hiện tại vấn đề nghiêm trọng trong việc giáo dục của cha mẹ chỉ có một chữ xin hỏi các vị bằng hữu là chữ gì nương chiều tờ báo của đặc khu thẩm quyến số ngày 19 tháng 10 có một cặp vợ chồng tự tìm đến tòa soạn báo sau đó đem những hành vi bất hiếu của con họ đối với họ mà báo cáo với tờ báo vì sao họ lại muốn báo cáo vậy vì họ muốn để lại một sự cảnh giác đối với những người làm cha làm mẹ sau này họ trình bày bởi vì vợ chồng họ xem như là có con rất muộn cho nên họ đối với đứa con này chiều chuộng trăm bề ngay cả thầy cô ở trường mẫu giáo và trường tiểu học Đều phản ứng con của các vị những hành vi của đó Trở nên quá thiên lệch rồi Rất là vô lễ Vậy mà cha mẹ còn biện minh cho nó Nói là mai mốt nó sẽ tốt thôi Rất nhiều phụ huynh đều cảm thấy con cái gì sao chắc cũng sẽ tốt hơn Thậm chí là còn nghe lời thầy đoán mạng Đứa trẻ này đến 15 năm sẽ trở nên tốt Vì vậy trước 55 tuổi đều không tốt có giữa kịch nào mà lại diễn như vậy hay không Không thể nào Làm gì lại có chuyện của đứa con Bạn đột nhiên tỉnh giác trở lại chứ Từ không hiểu chuyện Nháy mắt lại trở nên hiểu chuyện Đó chỉ có thể là sự việc xảy ra Khi nằm mơ mà thôi Trong tình cảnh hiện thực Thì không thể nào xảy ra được Bởi vì đứa con được nuông chiều mà hư hỏng Cho nên hiện tại nó muốn lấy vợ Muốn đuổi vợ chồng họ ra khỏi nhà Cho nên đứa con được nuông chiều thì nó nhất định Sẽ bất hiếu Ở sân đầu Có một đôi vợ chồng Sẽ ra được sáu đứa con Sau khi chúng lớn lên Thì vua cho chúng sáu căn nhà Cưới sáu cô vợ cho chúng Mỗi đứa một người vợ Sau đó thì vợ chồng họ Cũng không còn nơi để ở vì sao vậy vì sáu đứa con đều không cho họ ở cặp vợ chồng này như vậy cả đời có vất vả hay không quá vất vả phải kiếm tiền mua sáu ngôi nhà họ có thể là làm việc ngày đêm phải lăn xả cuối cùng nhận được kết quả là gì vậy đến chỗ ở cũng không có cuối cùng đứa con cả mất cất một căn chòi bên cạnh chuồng heo để cho vợ chồng họ ở những người hàng xóm xung quanh nhìn thấy không thể chịu được liền nói với vợ chồng họ các vị hãy đi kiện sáu đứa con này đi các vị bằng hữu có cần phải đi kiện hay không phải đi kiện hay sao người một nhà không tranh tụng đây là chư tử trị gia cách ngôn Để nói trong gia đình điều kiên kỵ nhất chính là chuyện giao ra tòa tụng tắc chung hung vừa kiện ra tòa thì gia phong trong gia đình nhất định sẽ bại hoại sẽ không thể có được kết quả tốt chúng ta suy nghĩ một chút nếu thật sự kiện tụng rồi tòa án phát quyết sáu đứa con này phải phụng dưỡng đối với vợ chồng này mỗi một đứa con thay phiên nhau nuôi hai tháng họ ở nhà đứa con cả vừa ngồi xuống thì đứa con dâu đói cầm lấy mà ăn ăn nhanh đi con sắp dọn dẹp rồi Họ mỗi ngày đều lo sợ không yên vốn dĩ có thể sống được 10 năm Sau cùng vì mỗi ngày áp lực quá lớn Tế bào thay đổi có thể trong 3 năm Thì bị bệnh ung thư rồi Ung thư là trong tâm áp lực quá lớn Thì rất dễ bị ung thư Cho nên ngày tháng như vậy Thật không dễ sống Cho nên đức thực là Khi con người đi đến chỗ kết cục thì sẽ có rất nhiều điều không biết làm sao Cho nên dạy dỗ trẻ nhỏ Phải thận trọng mà bắt đầu Từ nhỏ nhất định phải dạy cho đúng Tất cả mọi việc Bạn đều ôm lấy hết Hết thể làm thay cho bọn trẻ Lâu dần rồi thì trẻ nhỏ trong tâm Sẽ cảm thấy cha mẹ làm thay chúng Đều là việc nên làm Mua nhà cho ta Lấy vợ cho ta Đều là nên làm Có phải như vậy không cho nên có làm đến chết đi nữa Thì vẫn là không có chút công lao nào Cho nên hiện tại có rất nhiều trẻ nhỏ 7-8 tuổi mà khi nói ra Thì đều là tài sản đó của ba tôi Đều là của tôi Có đáng sợ hay là không Tôi có một người trưởng bối họ Lư Là chú Lư Ông nói với con của ông Ông nói tất cả tiền của cha Đều lấy từ xã hội Cho nên vì sao chắc cũng phải dùng cho xã hội Hiến tặng lại cho quảng đại quần chúng cha sẽ thành lập một cái quỹ công ích cho nên một đồng tiền ta cũng sẽ không để lại cho con nhưng mà nếu như con cố gắng học tập chăm chỉ học tập con muốn học đến đâu thì cha sẽ lo đến đó vì vậy đã khiến cho đứa trẻ nhỏ đã cảm nhận được tấm lòng của cha mẹ là vô cùng rộng rãi và vô tư vì thế con cái của người đó đã bồi phục tận đáy lòng đối với cha mẹ của mình con của dì đó sau này đi đến mỹ để du học tuy là kinh tế của ông rất tốt nhưng mà những kinh phí cho đứa con này cũng kiềm chế rất gắt gao bởi vì biết được người xưa có câu giàu có không quá ba đời hiện tại thì câu nói này không còn linh nữa một đời thôi còn chịu không nổi rồi bởi vì ngày xưa còn có nền tảng của thánh hiền cả gia đình cả xã hội đều vẫn còn có những mỹ đức tốt đẹp để cho trẻ nhỏ nhìn thấy từ nhỏ hiện tại thì các em từ nhỏ thì mắt đã nhìn thấy đều là xa hoa phung phí từ nhỏ đã biết tiêu tiền rồi cho nên đối với con của ông ông nắm vấn đề kinh tế rất chặt khi muốn đi ra ngoài nước du học ông nói với con của mình ông nói tiền mà ta dành cho con đều đã tính xong rồi nếu con dùng không đúng Thì tự mình giải quyết lấy Sau này nếu như Con đưa một cô người da đen Hay là một cô người da trắng về nhà Thì cha con chúng ta Xem như cắt đứt Những lời xấu xí này phải nói ngay từ đầu Bởi vì con cái từ nhỏ Là do cha mẹ nuôi lớn lên Nên biết được Cha mình hãy nói là làm Vì thế cũng không dám kinh xuất Đúng lúc đứa con này Sau khi du học xong Chuẩn bị trở về nước Có một cuộc điện thoại cho mẹ của nó Nói với mẹ nó là Mẹ ơi con không còn đủ tiền Nên không có cách nào để đi máy bay về nhà được Người mẹ vừa nghe xong Sáng sớm ngày hôm sau Lập tức liền đem tiền đi chuyển khoản Kết quả là Người chú này đã lập tức nói với vợ của mình Đợi đã Sau đó Đã gọi vợ của mình quay lại Ông nói con cái có vấn đề Mà em cũng không phân biệt được là đúng hay là sai Tâm lập tức cuốn cuồng cả lên Một câu nói của nó đã khiến cho em tâm bình thấp thẩm rồi Ông bảo vợ con mình ngồi xuống Nào để anh tính cho em xem Chúng ta cho nó tiền vừa đủ Để cho nó có thể mua vé máy bay trở về Con cái gì sao lại xin tiền như vậy Bởi vì nó biết Khi nó trở về Thì anh sẽ không cho nó tiền Cuộc sống của nó sẽ rất là thiếu thốn cho nên nó hy vọng có thể chuẩn bị trước một bước để có xoay trở về dễ dàng hơn nếu không sẽ thở không nổi cuối cùng nói với vợ ông là không được chuyển tiền cuối cùng đứa con gọi điện thêm hai ba lần nữa mà cũng không nhận được tiền sau đó thì cũng đành ngoan ngoãn mà bay trở về kết quả là người cha đã nói với nó con đã lớn rồi nhà này con không thể ở thêm nữa bản thân trước tiên nên tự lực cánh sinh đi cái gì bằng hữu? nếu như các vị làm người cha như vậy có làm nổi không? gì này có phải là tự ái hay không? tiếp theo chúng ta xem thử đứa con này bởi vì từ nhỏ đã được người cha rèn luyện rồi tự mình đi tìm công việc. chủ tịch hội đồng quản trị đích thân phỏng vấn với lại còn là một mắt xích trong cơ cấu giáo dục. kết quả giống gì? buổi chiều hôm đó còn có năm sáu người phải phỏng vấn Khi phỏng vấn đến cậu con trai này Thì những người phía sau đó không được phỏng vấn nữa Nghe chủ tịch đã nói chuyện với cậu suốt 2-3 giờ đồng hồ Trong quá trình nói chuyện đã nói với cậu Cậu không thể nào mà một người 25-26 tuổi như vậy Lại có thể viết ra được một kế hoạch kinh doanh như vậy được Từ nhỏ đã được người cha rèn luyện rồi Kết quả là từ trong nội dung của kế hoạch kinh doanh Lấy từng câu từng câu một mà hỏi cậu ta Cậu đối đáp trôi chảy sau đó thì chủ tịch đã nói với cậu một câu cậu muốn được hưởng lương bao nhiêu thì cậu cứ việc nói. các vị bằng hữu các vị có mong muốn con trai của mình về sau đi làm việc mà ông chủ đói muốn được lương bao nhiêu thì cứ đói đi họ trân trọng tài hoa của bạn cho nên khi đứa trẻ có được cái năng lực và đức hạnh đó thì chúng sẽ đứng vững bất bại rồi Mà trong vấn đề kinh tế Thì chú Lư này không hề giúp đỡ con của mình Nhưng mà ông có sự bàn giao con của mình Đối với những trưởng bối của đó ở bên cạnh mình Những người anh người chị này Mà những người anh người chị này đều đã từng được cha của cậu dẫn dắt trong công ty Bởi vì công việc của chú Lư này Ông là tổng giám đốc chuyên nghiệp Chỉnh đốn xong một công ty Thí dụ như hai ba năm sau Ông giúp công ty chỉnh đốn xong Thì giao lại cho chủ tịch hội đồng quản trị Bản thân ông liền rời khỏi công ty Nhưng mà những viên chức trong các công ty này Cũng đều tiếp tục học tập với người chú họ lư này Người chú này cũng rất sẵn lòng Dẫn dắt những người đi sau Vì vậy mỗi chủ nhật hàng tuần Đều đưa ra những người viên chức trẻ tuổi Mà ông từng dự dắt qua cùng nhau đi leo núi Trong cuộc sống, trong công việc chỉ cần là họ có vấn đề gì thì ông sẽ cho họ một sự chỉ dẫn cho nên những người anh chị này đều rất là quen thuộc với cậu vì thế chú lư đã giao phó lại cho họ ông nói nếu như con tôi chịu đựng không nổi mà đi mượn tiền của các bạn các vị xem ông cũng đã tính đến luôn rồi mượn tiền của các bạn thì các bạn có thể cho nó mượn nhưng mà không thể vượt quá hai ngàn đồng không được vượt qua vì thế tháng đầu tiên con trai ông quả thật là không vượt qua nổi bởi vì tiền nhà rất đắt thế là hai vị trong số các trường bối đó một người anh và một người chị mỗi người cho mượn hai ngàn đồng chú lư dặn dò là nó nói khi nào thì trả lại cho các bạn thì các bạn nhất định phải gọi điện đi đòi nó thế là sau đó thực sự đến ngày hẹn thì đều trả hết cho hai vị đó sau khi trả xong thì đó về sau không còn mượn tiền thêm nữa cho nên con trai của ông đã vượt qua được năng lực đã được rèn luyện hơn cho nên đứa trẻ được nuông chiều thì sẽ tạo thành bất hiếu nhưng mà nếu bạn biết cách huấn luyện nó đây là kinh nghiệm cho bản lĩnh của cả đời nó cho nên thế nào mới chân thật là tự ái chúng ta phải thật sự suy nghĩ cho thật kỹ có lúc việc bạn yêu thương đó lại là một việc hại nó mà tình yêu thương này là phải có lý trí không phải là cảm tình dùng cảm tình sẽ biến thành ra nuông chiều biến thành cưng chiều các vị bằng hữu con cái không thể nuông chiều thì còn có ai có thể nuông chiều ai cũng không được nuông chiều nuông chiều hư hỏng thì không được chồng có thể nuông chiều hay không nếu chiều chồng đến hư rồi đến lúc đó bạn ở nhà ăn ngủ không yên khóc than một mình anh ta sẽ lưu luyến ở bên ngoài quên cả lối về không biết được về nhà cho nên chồng cũng không thể nuông chiêu trong quá trình vợ chồng sống với nhau những lời cần tuyên bố với chồng thì chúng ta phải tuyên bố nói rõ phải nhắc nhở không để cho anh ta không biết kiên nể ai để rồi làm một sự việc không tốt đương nhiên giữa vợ chồng phải thấu hiểu nhau cho tốt còn cần phải xây dựng trong sự tín nhiệm lẫn nhau Thí dụ như làm người vợ Bình thường chúng ta tự mình phải làm tốt các công việc trong nhà Làm cho tốt bổn phận của mình Trong tâm trí của người chồng Sẽ rất cảm ơn đối với bạn Rất tín nhiệm Nhiều lúc này mà bạn cho họ lời khuyên Thì họ sẽ rất dễ tiếp nhận Họ sẽ không dễ dàng thiên lệch Cho nên chúng tôi nói phụ nữ phải giúp chồng dạy dỗ con cái giúp chồng chính là nên đưa ra ý kiến với người chồng khi cần nên khuyên bảo thì nhất định phải khuyên bảo cho nên là chồng cũng không được nương chiều vậy làm vợ có thể được nương chiều hay không tiếng mân nam có câu kẻ được cưng hay gây chuyện chính là người vợ mà sau khi được nương chiều dù có chuyện hay không thì cũng là một khóc lóc hay là la lối Đội chết Mận đến công ty làm việc thì ngồi có được yên hay không Mỗi ngày đều suy nghĩ hôm nay không biết là lại diễn ra cái vở kịch gì nữa đây Vì thế trong lòng Liền cảm thấy không yên Cho nên nếu như trong gia đình mà bất an Thì sự nghiệp nhất định sẽ không dừng nổi Cho nên vợ cũng không thể nuông chiều Đương nhiên đã lấy vợ thì phải lấy cho tốt Nếu không sau khi bạn kết hôn Đau đầu nhức óc thì bạn sẽ rất phiền phức cho nên lấy vợ phải căn cứ vào điều gì phải lấy cái hiền đức của cô ấy cho nên mới hay gọi là hiền thế hiền thế phải lấy vợ hiền một trong những kinh điển quan trọng nhất của chúng ta là thi kinh một quyển kinh điển quan trọng như vậy mà chưa mở đầu là gì trong đó ghi quan quan thư cưu tại hà chi châu Yếu điểu thục nữ quân tử hảo cầu Nguyễn thi kinh là một quyển kinh điển rất quan trọng nhưng mà vì sao mới mở đầu thì nó đã lấy đoạn quan thư địa vậy? tứ thư ngũ kinh đều là nói đến đại đạo lý của nhân sanh vậy vì sao lại mở đầu là quan thư vậy cùng với việc mà chúng ta thảo luận ngày hôm qua là như nhau trong mối quan hệ của ngũ luân Thì đâu là mấu chốt nhất Là vợ chồng Cho nên quan thư nói đến chính là nguyên tắc Để tìm một đối tượng Khi tôi diễn giảng ở một trường trung học Tôi đã hỏi thế nào là yếu điệu thuộc nữ Có một bạn nữ giơ tay lên Nói đó là một người phụ nữ Có dốc dáng và dung mạo vô cùng xinh đẹp Như vậy ý nghĩa của thánh nhân Truyền cho đến hiện nay thì đã bị thay đổi hết rồi cho nên chúng ta có trách nhiệm vì giảng thánh mà tiếp nối tuyệt học tiếp nối từ đâu phải bắt đầu dạy cho chính xác ngay từ trong gia đình của mình cho nên nếu bây giờ bạn có con cái thì phải nói với chúng lấy vợ thì phải lấy người thế nào hiền đức trong quan thư vì sao lại lấy loài chim quan thư này để mô tả trong đó có hàm ý rất sâu xa bởi vì loài chim quan thư này sau khi đã tìm được bạn đời của mình rồi cả đời không thay đổi vô cùng thủ tiết giữa nam và nữ đều là có đạo nghĩa có ân nghĩa lý do gì sao dùng quan thư để tự thuật lại đạo nghĩa giữa vợ chồng với nhau bởi vì chúng ta đều biết điều đáng quý nhất quan trọng nhất của người trưởng thành là gì là mặt mũi của họ cho nên bạn mà trực tiếp với họ Sao anh lại đối xử với vợ của mình tệ như vậy Sao chị lại đối xử với chồng mình tệ như vậy Họ nhất định sẽ thẹn quá, hóa giận Bạn làm gì là quản việc của tôi như vậy Cho nên Trong Nguyễn Thi Kinh Đã lợi dụng phương pháp ẩn dụ Để mà nhắc nhở bạn Để điểm tỉnh cho bạn Nói cho bạn biết Như cái loài chim mà còn biết hết lòng Với bạn đời của nó Vì chúng ta làm người thì càng phải hết lòng vì bạn đời của mình cho nên ý nghĩa là muốn nói với bạn con người chúng ta không thể lại không bằng lội chim chứ con người lại không bằng lội chim được sao thực sự hiểu được rồi thì vừa nghe xong liềm cảm thấy hổ thẹn chúng ta có thể không bằng lội chim nhưng mà người không chịu tiếp nhận thì nếu dùng phương pháp như vậy nhắc nhở họ cũng sẽ không kết oán thù với họ cho nên hiểu được thì đã hiểu Thì có thể tự phản tỉnh Mà phía sau quan thư Có hai câu nội dung nói là Xâm si hạnh thái Tả hữu thể chi Xâm si hạnh thái Tả hữu mạo chi Hạnh thái là một loại thực vật Loại rau này khi bái tế tổ tiên Thì phải hái nó Để về dân cúng cái gì bằng hữu rau hành thái này đều là do ai hái vậy bạn nghĩ thử xem ai đi hái vậy là người vợ đúng vậy là người vợ đều là dâu con đi hái nàng dâu đi hái về để cúng bái tổ tiên ý nghĩa này vô cùng sâu xa cho nên ở sáng đầu có một câu nói con trai hiếu không bằng con dâu hiếu bởi vì nàng dâu này rất có hiền đức khi cô đi hái rau hạnh về tế bái tổ tông gia đình của mình Tổ tông ở trên trời Nếu Linh Thiên nhìn thấy Người con gái này có hiền đức Vậy thì gia tộc của chúng ta có thể hưng dưỡng mấy đời Ít nhất cũng hưng dưỡng được ba đời Nhưng mà ngược lại nếu như Người con dâu này không có hiền đức Hái loại rau hành này về Thì tổ tông Linh Thiên trên trời như thế nào Thì đều chảy nước mắt cho nên nói lấy được nàng dâu tốt Thịnh dưỡng ba đời Lấy phải nàng dâu không tốt Thì suy bại ba đời Cho nên lấy vợ phải chú trọng Ở hiện đức Sau cùng nói đến Con gái cũng không được chiều chuộng Con gái của bạn được chiều chuộng Hư hỏng rồi Khi gả con nó vào những người ta Thì sẽ như thế nào sẽ khiến cho nhà người ta chó gà cũng không yên ngày nào cũng giận dỗi rồi nói tôi muốn về nhà cha mẹ tôi kết quả là con chạy về nhà mẹ mình người cha vợ lúc này còn bên vực cho cô ấy như thế nào được rồi về đi về đi rồi cha sẽ lo cho con như vậy đối với đứa con gái có tốt hay không Thật sự thì đã hại cả đời của nó rồi Một cô con gái được gả vào trong một gia đình Thì quan trọng nhất là Nhất định sẽ có khoảng thời gian thích ứng Bởi vì đến từ một ngôi nhà khác Cho nên vào lúc này thì công phu cần rèn luyện là gì? Là nhẫn Công phu này mà không luyện cho tốt Thì cuộc sống sẽ rất khó khăn cho nên văn từ tiếng hoa Rất có trí huệ Các gì bằng hữu hãy xem chữ hội ý này Gồm một chữ tâm Và một con dao Cho nên nhẫn thì phải nhẫn đến cảnh giới như thế nào Con dao mắc vào trong tim của bạn Mà bạn thì vẫn cứ như như bất động Đều có thể nhẫn chịu được Đây không phải là nói lấy con dao từ trong tim của bạn Chính là nói Nếu như chồng của bạn Khi dùng những ngôn từ gây gắt nhất mà công kích bạn Thì bạn cũng có thể nhẫn chịu được trước tiên Vì sao phải nhẫn Nhẫn được thì biển rộng trời cao Đúng vậy Cho gì bằng hữu này một tràng pháo tay Trước đây lúc tôi diễn giảng Có một người mẹ Nói văn hóa truyền thống thì rất hay Chẳng qua là chữ nhẫn này Rốt cuộc là phải nhẫn đến khi nào đây Khi cô nói những câu này Thì đôi chân mày của cô đã châu lại Tôi liền nói với cô Cách nhẫn này của cô Bảo đảm nhẫn đến núi lửa cũng phát nổ Giả lại sau khi phát nổ Thì tất cả những công phu nhẫn của trước đây Đổ sông đổ biển hết rồi Cho nên nhẫn không phải là dùng nén Loại nhẫn này vấn đề ở thời gian Sớm hay muộn mà thôi Nhẫn là mang sự minh bạch Mang sự khoan dung rộng lượng thí dụ như nói những thói quen cuộc sống của người chồng có phải là chỉ một hai ngày mà đã tập thành hay không không phải các cô xem thấy cũng rất rõ ràng đó là những thói quen đã tạo thành trong quá trình trưởng thành khi mà các cô khơi thông với họ thì cũng phải từ từ để cho họ chuyển đổi những thói quen này làm gì có thể nào trong chốc lát mà khiến cho chúng mất sạch hết được chứ cho nên bạn phải mang sự minh bạch mang theo một loại khoan dung tha thứ thì giữa vợ chồng với nhau Mới nhẫn nhượng khiêm nhường lẫn nhau được chứ Cho nên việc này phải nhận được một cách minh bạch Phải biết khoan dung Lại tiếp là phải nhẫn Vì suy nghĩ cho đại cục Đại cục là gì? Gia đình hòa ái là đại cục Nhân cách của con cái trưởng thành là đại cục vì thế vợ chồng cãi vã nhau trước mặt con cái thì có ảnh hưởng tới con cái hay không ảnh hưởng rất lớn khi vợ chồng thường xuyên cãi nhau thì nội tâm của đứa trẻ sẽ không thể nào an định được đều cảm thấy rất là khủng hoảng cho nên rất nhiều vợ chồng khi vừa cãi nhau thì con cái lập tức khóc rất to có một cặp vợ chồng vừa mới bắt đầu cãi nhau thì đứa trẻ chỉ hơn một tuổi đang ở bên cạnh liền khóc lên rất lớn vợ chồng họ khi nghe đứa trẻ khóc to như vậy liền ngưng lại không cãi nhau nữa liền đi chăm sóc đứa bé kết quả là đứa trẻ đó đôi tay như ra hiệu như là báo họ lại gần nhau kết quả khi hai vợ chồng đầu chạm đầu với nhau thì đứa trẻ liền không khóc nữa cho nên các vị hãy xem một đứa trẻ hơn một tuổi thì nó đã cảm nhận được cãi nhau là không tốt phải tương thân tương ái thì mới tốt được cho nên chúng ta phải vì đại cục con cái trưởng thành mà suy nghĩ vì thế khi dạy con cái thì không nên nuông chiều phải nói với chúng khi đến một hoàn cảnh mới hoặc là được gả vào nhà chồng nhất định là phải xem nhiều nghe nhiều mà nói ít đi đến một hoàn cảnh mới bắt đầu chỗ này chưa tốt dù khi chưa được người ta sẽ cảm thấy như thế nào sẽ cảm thấy rất khó tiếp nhận còn chưa hòa nhập vào thì có thể đã bị gạt bỏ trở ra mà những đạo lý này không chỉ là dành cho những người làm dâu mới biết bản thân của chúng ta đi đến một công ty mới đi đến một đoàn thể mới nào đó tuy cũng phải ghi nhớ xem nhiều nghe nhiều nói ít còn một điểm nữa là làm nhiều ra sức nhiều bạn làm nhiều ra sức phục vụ nhiều mà bạn lại xem nhiều nghe nhiều cho nên sẽ không làm hỏng việc bởi vì bạn ra sức đều là vì sự cần thiết của ngôi nhà này hay là đoàn thể này dần dần họ đối với bạn sẽ càng ngày càng tín nhiệm đến sau cùng lời mà bạn nói họ đều có thể tiếp nhận tôi chưa hề làm dâu qua nhưng những đạo lý này làm sao mà tôi có thể hiểu được vậy những đạo lý này là từ mẹ mà tôi phát hiện ra được các gì bằng ngụ, hãy đoán thử xem. Mẹ tôi nói chuyện phải nhẫn bao lâu mới mở miệng. Theo quan sát của tôi cũng gần 25 năm. Đời cha chồng mẹ chồng không còn lời nào để nói với mẹ nữa. Bởi vì các chú và các cô của tôi khi nhỏ đi học, mẹ tôi còn phải dùng tiền lương cung cấp kinh phí cho họ. Cho nên một người con dâu tâm lượng càng lớn thì những năm cuối đời phước càng lớn Cho nên mẹ cô tôi còn rất trẻ tuổi Thì đã nghỉ hưu rồi Cha mẹ chồng đối với mẹ đều rất tốt Con cái gì nhờ có mẹ làm gương Nên cũng không đến nổi tệ Các cô các chú thường hay nhớ lại chuyện khi xưa Thời còn học cấp 3 Vẫn là nhờ có chị dâu giúp đỡ gì tiền bạc Thậm chí là Khi thi liên kết cấp 3 Vẫn là mẹ của tôi đưa họ đi thi Vì thế tâm lượng lớn thì phước lớn Nhẫn suốt hơn 20 năm tất cả mọi người trong gia đình dòng tộc đều đủ tín nhiệm với mẹ tôi lúc này thì lời nói ra liền có sức nặng cho nên công phu nhẫn đối với một đời chúng ta đối với một người làm vợ rất là quan trọng trong đạo làm dâu khi còn nhỏ tôi cũng đã từng thấy qua một chuyện khi nhỏ thì thấy mà không hiểu là chuyện gì bà ngoại của tôi đến nhà chúng tôi có thể đếm được trên mười đầu ngón tay rất ít rất ít khi đến nhưng mà mỗi lần bà ngoại của tôi đến nhà chúng tôi lúc vào nhà còn chưa ngồi xuống thì bà đã nắm lấy tay của bà nội tôi và nói chị ơi đứa con gái này của tôi tay chân chậm chạp lắm đứa con gái của tôi miệng mồm cũng không biết ngọt ngào không biết nói lời nào cho dễ nghe liền một mặt như vậy mà kể ra những khuyết điểm của mẹ tôi cứ như vậy mà nói một hơi kết quả là sau khi nói như vậy xong Thì ngồi xuống liền tới phiên bà nội của tôi nói ấy là đứa con dâu này tốt lắm tốt ở chỗ nào vậy làm việc rất là chăm chỉ liền bắt đầu khen mẹ của tôi vào lúc đó tôi mới bảy tám tuổi xem bà rối cả lên không hiểu gì bây giờ bản thân đi làm giáo dục đột nhiên mới cảm thấy đây là cuộc sống nhân sanh có trí huệ rất cao có công phu hiểu đời, hiểu người. Điều khuyết điểm phải từ mình nói ra để cái tốt cho người khác nói. Cho nên con gái của mình hư chỗ nào phải tự nói ra. Để những ưu điểm cho người mẹ chồng tự khen ngợi. Vì vậy đích thực là cái học vấn triết học giữa con người với nhau phải dựa vào những tỉ mỉ mà chúng ta thể hội. Cho nên, nương chiều là một điều kiên kỵ rất lớn trong việc dạy dỗ con cái chúng ta lại xem tiếp những đứa trẻ hiện nay do gì được nương chiều đã sản sinh ra những vấn đề gì Vì này chúng ta nhất định phải làm cho được rõ ràng ở trung quốc có một quyển sách triết học giáo dục nổi tiếng nhất gọi là lễ ký học ký thiên quyển sách triết học giáo dục này đã được lưu truyền mấy nghìn năm. Nhưng mà rất nhiều người chưa có đọc qua. Mà lý luận nhắc đến trong quyển triết học giáo dục này trong mấy nghìn năm qua lại là những điều mà người Tây phương nêu ra trong thời cận đại này. Trong khi đó đã được lão tổ tông truyền lại mấy nghìn năm rồi. Sau đó người phương Tây lại đem những lý luận này ra đóng dấu lên đó. Nó đây là do tôi phát hiện ra. Tất cả bản quyền là của tôi, những lý luận này là do tôi phát minh ra có thể trách họ được không cũng không thể nào trách họ bởi vì họ không có xem qua nguyện lễ ký học ký này của chúng ta tin rằng sau khi họ nhìn thấy thì sẽ cảm thấy như thế nào có thể họ sẽ cảm thấy đỏ mặt sẽ cảm thấy hổ thẹn vì sao mà lão tổ tông truyền thừa những thứ trí huệ cao như vậy ngược lại trước giờ lại không có khoe khoang ra đây là một mỹ đức rất tốt của chúng ta là khiêm tốn mà trong số những thánh nhân Lão tổ tông của chúng ta Quan trọng nhất là khổng phu tử Đã làm ra tấm gương tốt Cho những người đọc sách ở đời sau Nghe nói cả đời của Ngài là Thuật nhi bất tác Phu tử nói cả đời Ngài đều là trình bày lên những giáo huấn của cổ thánh tiên hiền tuyệt đối không có chuyện ngài sáng tạo ra điều gì cho nên phu tử nói thuật nhi bất tác làm tấm gương này truyền thừa đã mấy nghìn năm rồi cho nên giữ bản quyền tất cả đây không phải là thái độ của một người đọc sách chúng ta những người đọc sách được lưu danh sử sanh đều là người dùng trí huệ tích lũy được cả đời của mình viết ra thành văn chương Hy vọng đời sau được lợi ích Hy vọng có thể khiến con cháu trong đời sau Không cần phải đi con đường vòng Đây là cái tâm của họ khi viết ra văn chương Cho nên khi chúng ta đối diện với những giáo huấn này của cổ Thánh Tiên nghiệp thì bạn nhất định sẽ vô cùng cung kính mà đọc tụng. Những loại văn chương đó đều là trí huệ của cả một đời họ ở trong lễ ký học ký đối với việc giáo dục có một câu khai thị vô cùng quan trọng giáo giả giả giáo dục là gì trưởng thiện nhi cứu thất giáo dục là trưởng thiện lại thêm vào cứu thất Câu nói này đã nắm lấy được hai cái trục chính quan trọng nhất của giáo dục Chúng ta vừa mới nhắc đến đứa trẻ được nuông chiều hư rồi Sau khi cưng chiều mà hư thì chúng sẽ hình thành rất nhiều lỗi lầm Và thói quen xấu Gọi là thất Thói quen xấu Thói quen xấu và lỗi lầm thì phải làm sao? Cái gì bằng hữu phải làm sao đây Phải nhanh chóng cứu Không thể đợi được Học như là Bơi thuyền ngược nước vậy Không tiến thì ắt lùi Rất nhiều phụ huynh nói Con tôi không có học xấu Mà cũng không có học tốt Có cái chuyện như vậy hay không Tuyệt đối là không Việc học vấn của con người như bơi thuyền ngược nước vậy Khi mà bạn không làm một cái gì Thì sẽ lùi về phía sau Chúng tôi có một vị thầy Có một thể hội rất là sâu sắc Thầy nói thầy cảm thấy một ngày Mà không dạy tốt con cái của mình Thì con cái của ông liền khiến ông cảm thấy Một ngày đó bị thối lùi cho nên thầy có một sự thể hội Thầy nói con cái của thầy Ngay cả nghỉ hè nghỉ đông tôi tuyệt đối cũng không cho nghỉ Nhất định là mỗi ngày đều về chúng đây là một phụ huynh rất rõ ràng một người thầy rất rõ ràng vì sao vậy vì ông đã nhìn thấy được xã hội này là một cái chảo nhuộm rất lớn nếu không nhanh chóng tạo dựng cho con trẻ cái năng lực phán đoán thì cái chảo nhuộm này chỉ cần nhuộm qua một cái thì đã bị nhuộm hết rồi cho nên ông có cái tâm cảnh giác này đây là sự mẫn cảm trong việc giáo dục con cái của ông vì thế trưởng dưỡng điều thiện của trẻ con Cứu lấy lỗi lầm của chúng là một việc cấp bách không được chậm trễ Vậy chúng ta hãy xem trẻ con hiện tại có những phương diện nào Mà chúng ta cần phải nhanh chóng cứu lấy lỗi lầm của chúng Những thói quen xấu nào cần phải được sửa chữa Đạo đức học vấn của một người Phải bắt đầu từ việc sửa lỗi trước tiên Có gì bằng hữu nào nói thử xem Trẻ con hiện tại có những vấn đề gì kiêu ngạo đúng còn gì nữa không tự đại tự ngã tự ngã thì nói rất dễ nghe rất nhiều danh từ đều là học từ phương tây để bạn nhìn thấy được có lúc cũng không có nắm được trọng điểm Khi thực nói cho trắng ra thì chính là tự tư còn gì nữa không không có lệ phép rất tham tâm tham chúng việc gì cũng nghĩ đến chính mình có chỗ nào mà không tham chứ còn gì nữa không bất hiếu còn gì nữa không các gì không nên khách khí cứ nói hết Đời biến Được rồi Tôi cũng thường xuyên tiếp xúc qua một số phụ huynh Bởi vì chúng tôi có một trung tâm quốc học giữa lòng tại Hải Khẩu Đều là đặc biệt vì dạy dỗ trẻ nhỏ mà đã làm ra những khóa trình này Rất nhiều phụ huynh, con cái cũng có một số tình trạng Họ đến trung tâm để thảo luận với chúng tôi Mỗi khi họ đến Khi còn chưa bước vào cửa văn phòng Chưa vào ngồi ghế Vừa từ cổng bước vào Thì liền đưa họ vào trong trung tâm Trên đường đi họ liền bắt đầu nói Con tôi lại tự tư Con của tôi tính tình không tốt Cứ như vậy mà nói cả 5 phút đồng hồ Sau khi nói xong tôi sợ họ khát nước Tôi liền rót một ly nước mời họ uống Nào nào muốn một ly nước đi Rồi ngồi xuống nói chuyện sau sau khi để cho họ nói xong những vấn đề của con cái họ tiếp đến tôi liền bắt đầu hỏi tôi nói con của anh hiện tại rất tự tư là kết quả nguyên nhân ở chỗ nào con của anh hiện tại tính khí rất xấu là kết quả nguyên nhân ở chỗ nào Tôi xem thấy biểu cảm của anh như là Tôi sống tới tuần tuổi này Dường như chưa có ai hỏi qua vấn đề như vậy Đột nhiên nên chưa tiếp nhận được Gương mặt cứ sững lại Rất kinh ngạc Tôi làm sao lại chưa nghĩ qua Sau đó lại hỏi anh Trẻ nhỏ không có lễ phép là kết quả Nguyên nhân là ở đâu vậy Con trẻ bớt hiếu Lười nhát là kết quả Nguyên nhân là ở đâu bạn biết được nguyên nhân thì mới có thể tùy bệnh mà cho thuốc được thế gian này có hai loại thầy thuốc một loại là thầy thuốc trị bệnh thân thể của người một loại thầy thuốc là trị bệnh tư tưởng quan niệm của người vì thầy cô chỉ những bậc cha mẹ chính là người thầy thuốc trị tư tưởng quan niệm cho trẻ nhỏ mà bạn thì cũng không biết tư tưởng quan niệm của bọn trẻ nguồn gốc sai lầm ở chỗ nào mà mỗi ngày chỉ là để ở đó nhìn thấy kết quả mà thôi Mỗi ngày cứ ở đó mà lo lắng mà phiền não Cho nên nhất định phải đem nhổ bỏ đi hết Những hạt giống sai lầm Đã trồng Sau đó trồng lại những hạt giống tốt Lại trải qua 2-3 năm nữa Thì những hạt giống tốt này Mới nảy mầm kết quả Cho nên giáo dục con trẻ không thể dội Phải dùng lý trí để mà tìm cho ra nguyên nhân Cho nên tôi liền nói với vị phụ huynh trẻ con rất tự ngã đây là một cái vấn đề trung tâm khi một đứa trẻ rất tự tư thì sẽ trở nên vô lễ sẽ ngạo mạn chỉ cần là thứ tôi muốn thì sẽ không cho ai sẽ lười nhác sẽ bất hiếu vì thì chúng đều nghĩ đến bản thân mình có đâu nghĩ đến chuyện cha mẹ chứ vì thế căn nguyên vẫn là ở chỗ này thái độ căn bản của nhân sanh là tự tư hay là suy nghĩ cho người khác lúc này tôi nói với vị phụ huynh đó tôi nói chúng ta hãy trở lại lúc đứa trẻ còn nhỏ khi nó được một hai tuổi gì đó. vào những lúc ngồi ăn cơm chung với hai vợ chồng anh và các ông bà, xin hỏi anh khi gấp miếng thức ăn đầu tiên là cho ai vậy? có tìm ra được nguồn gốc của vấn đề hay không? Mỗi lần mà tôi nói như vậy Thì những người mẹ ngồi phía trước Đều cười lên một hồi Tôi cũng không biết họ cười là cái gì Trong quyển đại học có một câu nói Tri sở tiên hậu Tắc cận đạo hỷ Thứ tự trước sau của sự gì Mà bạn làm sai rồi Thì đạo làm con của bạn cũng đã sai Đạo làm cha mẹ của bạn cũng sai luôn Cho nên việc gấp thức ăn Mà sai thì hiếu đạo của con cái Cũng không thể xây dựng nổi Cho nên thứ tự trước sau Vô cùng quan trọng Mà con người hiểu được thứ tự trước sau Cái nào quan trọng Cái nào thứ yếu Là có trí huệ thì mới được Cho nên phải học chỉ thực hành không học văn Bằng không học văn chương của Thánh Hiền Thì sẽ theo ý mình Thì sẽ tùy theo mình nghĩ thế nào thì liền lập thế đó Thì sẽ mù lẽ phải Thì đã làm sai rồi cho nên thức ăn sau khi gấp lên tiểu minh à mẹ đặc biệt vì con mà xào đĩa rau này mau mau ăn nhiều một chút ông bà nội thì cũng rất thương cháu cũng không chịu thua kém cháu ngoan à hai món này cũng rất ngon thế là gấp đầy cho nó thức ăn của ai đầy nhất vậy chén của đứa trẻ sẽ nhiều đồ ăn nhất tất cả mọi người trong nhà đều thi nhau phục vụ cho ai phục vụ cho nó cho nên sẽ sản sinh ra điều gì sinh ra những tiểu hoàng đế cũng sinh ra tiểu công chúa tục ngữ có câu làm bạn với vua như làm bạn với hổ hầu hạ hoàng đế thì cũng giống như hầu hạ một con hổ vậy không biết lúc nào nó gầm lên vì thế các tiểu hoàng đế này tính khí sẽ đặc biệt không tốt hiện nay trong 10 đứa trẻ thì có mấy đứa tính khí không tốt nó không chừng đến bảy tám đứa rồi cho nên chúng ta đã tìm ra được nguyên nhân hay chưa khi mà gấp thức ăn này bạn gấp cho cha mẹ bạn ăn Đứa con bên cạnh nhìn thấy hành động hiếu đó Mỗi con người có tâm hiếu thiện hiếu đức là thiên tánh rồi Cho nên khi chúng nhìn thấy bạn hiếu thuận cha mẹ như vậy Thì đứa trẻ sẽ sanh ra sự quan hỷ Từ trong nội tâm Tôi còn nhớ lúc còn nhỏ Tủ lạnh vừa mở ra Cha mẹ tôi lấy trái cây ra đưa cho ai ăn trước vậy Nếu như mà đưa cho tôi ăn trước thì hiện tại tôi không thể nào đứng đây mà chia sẻ với các vị được Tôi nhất định sẽ trở thành đứa con phá sản rồi Thật sự vậy tôi là người rất dễ trở thành đứa con phá sản Bởi vì tôi là con trai trưởng Lại là cháu đích tôn Lại là cháu cố trưởng nữa Tôi còn nhớ lúc nhỏ Ba bốn tuổi đi tảo mộ Tôi quỳ ở trước mộ của bà cố Nhìn thấy ở trên bia mộ Cái tên đầu tiên hết Lại khắc là tên của tôi Tôi được như vô cùng kính cẩn Cho nên đối với gia tộc Bản thân tôi có một sứ mạng cảm Tôi là cháu trưởng Cho nên ai ai cũng cưng chiều một mình tôi Nếu như cha mẹ tôi dùng sai phương pháp để dạy tôi Thì đảm bảo bây giờ tôi không thể nào đứng nơi đây được Vì thế đã chọn đúng phương pháp rồi Khi tôi nhìn thấy cha mẹ hiếu kính ông bà nội của mình Thì trong tâm rất là quan hỷ cho nên khi tôi cao lớn Tôi có đủ sức để mở chiếc tủ lạnh Thì khi lấy đồ ra đem đi mời ông bà trước tiên Khi tôi đem đến cho ông bà Thì thấy ông bà đều vô cùng quan hỷ Xoa so xoa so đầu của tôi Tôi thấy cũng rất vui Ông bà thấy rất là quan hỷ Vì này khiến mọi người đều quan hỷ Cho nên dùng hiếu Để trị gia Thì tuyệt đối sẽ khiến gia đình hòa thuận vui vẻ cho nên chúng ta từ trên nguồn gốc mà tìm ra khi chúng ta từ nhỏ về trẻ con hiếu thuận người lớn có thái độ lệ kính đối với người lớn từng giờ từng phút phải suy nghĩ cho người lớn thì chúng sẽ không thể tự tư được chúng cũng sẽ không tham nữa có một lần chúng tôi có bảy giáo viên ngồi lại với nhau thảo luận có hai đứa trẻ ngồi trong phòng nó nô đùa Đúng lúc đó lấy ra một hộp bánh Trong đó có 10 miếng Sau khi phát ra hết 9 miếng Còn dư lại một miếng Bởi vì loại bánh đó rất ngon Cho nên bằng đứa trẻ sau khi ăn xong thì chạy lại Nó nói Bánh này ăn rất ngon Hỏi còn nữa không Tôi cầm đưa cho nó xem cũng không nói gì Bánh chỉ còn một cái đứa trẻ sau khi cầm lấy cái bánh lên nó liền nói cái bánh này phải đem cho thầy thái ăn nó không những không nghĩ đến chính mình mà lại nghĩ đến trong những gì thầy cô ở đây nên đưa cho người nào ăn nữa vậy thì cái gì xem nó có tự tương hay không không có được rồi chúng ta chỉ nói đến đây thôi xin cảm ơn